Hôm qua thì cũng là một cái ngày đỏ của Bitcoin Ngày hôm trước là ngày hôm thứ sáu Thì Bitcoin giảm gần 6% Ngày hôm qua chỉ giảm 1,3% thôi Đấy Và hiện giờ thì Bitcoin đang ở một cái vùng Fibonacci rất quan trọng Là cái vùng Fibonacci 0.618 Nếu các bạn nào quan tâm đến cái Bitcoin Cái gap của Bitcoin ấy, thì nó ở cái vùng 58 đến vùng 60 và hiện giờ thì Bitcoin đang ở cái vùng 60. Vậy thì Bitcoin đã có tín hiệu mua chưa? Thực sự là chưa đâu các bạn. Các bạn nhìn này. Ở những cái điểm mua ấy nó đều có những cái tín hiệu mua này. Đấy. Đều có tín hiệu mua này. Và hiện giờ thì chưa có nhá. Chưa có tín hiệu mua gì cả. Thầy vẫn nghĩ rằng Bitcoin nó sẽ xuống dưới 60k các bạn. À, nên là thầy đã côn các bạn là ao ra từ chỗ khu vực uh, 69 70 này này. Và vùng này thì thầy uh, anh chị em nào thì DCA thì DCA được. Nhưng mà nếu mà muốn đợi được ấy thì nghĩ rằng là Bitcoin nó vẫn uh, có khả năng cao ở xuống dưới 60k. Còn về uh, ETH thì ETH ngày hôm qua cũng là một cái ngày giảm cũng tương đối đấy. ETH đã dưới 3k rồi. Và hiện giờ thì uh, ETH nó cũng có cái điểm cái điểm đẹp. Đấy có cái điểm đẹp này Các bạn nào mà muốn mua ETH thì, thì nghĩ rằng là Cái mức giá 2K9 thì cũng cũng khá là ok rồi Nhưng mà Bitcoin thì nó phải có cái cái điểm mua, cái, cái dòng tiền mạnh vào ấy Thì nghĩ rằng là sau khi mà mọi người đang lo ngại về suy thoái kinh tế Thì thị trường khó có thể hồi phục mạnh được Nên là chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé Còn về à, chỉ số stablecoin ấy thì hiện giờ stablecoin nó vẫn đang cái xu hướng tăng các bạn hiện tại thì nó vẫn đang có cái xu hướng tăng